y tế vừa có công văn gửi cục quân y Bộ Quốc phòng, cục y tế Bộ Công an, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố y tế ngành về việc không sử dụng khí N2O, khí nitơ oxit trên người bệnh. Theo công văn do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký, hiện nay tình trạng lạm dụng khí N2O tại một số điểm vui chơi giải trí gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân. Theo Bộ Y tế, báo cáo của Cục Quản lý Dược và một số đơn vị liên quan khẳng định khí N2O chưa đủ cơ sở pháp lý được công nhận là thuốc chữa bệnh tại Việt Nam. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không sử dụng khí N2O trên người bệnh khi chưa được Bộ Y tế phê duyệt. Cùng đó, các đơn vị tăng cường quản lý việc sử dụng loại khí này tại cơ sở nếu có để tránh thất thoát, lạm dụng và sử dụng sai mục đích. Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm khí N2O. Việc lạm dụng, sử dụng không đúng mục đích khí N2O có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là trong giới trẻ do thần kinh bị kích thích, hưng phấn và gây cười, sử dụng lâu sẽ dẫn đến tự kỷ, đau đầu, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sử dụng liều cao có thể dẫn đến ảo giác. Đồng thời có thể có những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh, sang chiết sản phẩm khí N2O, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý hóa chất cũng như quản lý phụ gia thực phẩm. Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông đến người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại và hậu quả của việc lạm dụng, sử dụng, sử dụng sai mục đích khí N2O đồng thời ban hành các quy định theo thẩm quyền để ngăn ngừa và xử lý việc lạm dụng, sử dụng sai mục đích khí N2O, nhất là tại các điểm vui chơi, giải trí như các quán bar, vũ trường, quán karaoke, dạp chiếu phim, công sở, trường học. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thực hiện ra soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm khí N2O nhằm đảm bảo kiểm soát triệt để nguy cơ lạm dụng, sử dụng sai mục đích gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng tăng cường hiệu lực hiệu quả của quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh theo đúng quy định. Khí nitơ oxit, công thức hóa học là N2O, là hóa chất được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như trong công nghiệp sản xuất pin mặt trời, sử dụng trong kỹ thuật hàn cắt dùng cho máy, thiết bị phân tích, tăng công suất động cơ. Trong y học dùng để gây mê, an thần, giảm đau trong lĩnh vực nha khoa, sản khoa, thể thao và trong thực phẩm là một phụ gia được phép sử dụng theo danh mục của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế Codex. Giải thích về tác hại của loại khí này đến sức khỏe, phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hồng Côn, khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, khí N2O thật ra là thuốc mê, khi hít phải ở lượng nhỏ sẽ kích thích thần kinh trung ương tạo hưng phấn và gây cười theo tiến sĩ trần hồng côn việc thần kinh bị kích thích hưng phấn và cười một cách cơ học như vậy rất nguy hiểm nếu diễn ra thường xuyên việc một chất kích thích đúng vào trung tâm gây cười mà không xuất phát từ cảm xúc thực sự sẽ làm cho thần kinh bị chai lì quen với việc bị kích thích mới cười lâu dần sẽ làm người hít bóng cười bị tự kỷ vui cũng không thể cười không muốn nói năng gì đau đầu mệt mỏi nếu sử dụng thời gian dài hơn, người dùng có thể bị thiếu vitamin B12 gây tổn thương thần kinh ở tay và chân, hoặc các vấn đề với hệ thống miễn dịch vì hóa chất có thể ngăn chặn các tế bào bạch cầu hình thành đúng cách. Ở liều cao có thể dẫn đến ảo giác và chóng mặt, làm tăng nguy cơ tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông, khiến cơ thể dễ mất kiểm soát. Khí này không tan trong máu, lượng oxy thấp, có quả bóng không có tí oxy nào nên việc sử dụng sẽ làm thiếu oxy lên não. Ban đầu có thể phấn khích, sau đó sẽ rơi vào hôn mê nếu người dùng có tiền sử các bệnh tim mạch, hen xuyễn, sẽ kích ứng thần kinh. Nhiều người không hiểu rõ cơ chế gây tác hại của bóng cười nên vô tư sử dụng để giải trí là điều rất nguy hiểm. Cha mẹ cần kiểm soát con cái chặt hơn, tuyệt đối không cho con sử dụng bóng cười. Tất cả các chất hóa học đều có thể gây nghiện và nếu sử dụng sai mục đích, với thời gian dài đều gây tác hại đặc biệt là các tổn thương vĩnh viễn trên não bộ. Ngoài ra, N2O còn ảnh hưởng đến tâm thần, gây rối loạn tâm thần do tổn thương não. Với máu, khí này còn gây thiếu máu do ức chế tủy xương gây suy tủy xương. Với cơ quan sinh dục, N2O làm giảm khả năng sinh dục cả ở nam và nữ.